Món nào cũng là 35 ngàn hết à, mua 3 món là 100 ngàn. Ngon bóp. Yeah. Túi sách. Gấp lớn 5 gram là 320 luôn chị. Đó chị đã tắt cái máy giùm cái đi cho mày. Để rồi. Mà thấy có vẻ cũng không có rất nhiều bộ mã thời trang nhộn nhịp cho lắm. Anh xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị và các bạn đó là con đường tên lửa, hướng này là đi thẳng ra An Dương Vương, ô kinh Dương Vương, gần bến xe Chợ Lớn, xa cảng miền Tây đó ha. Và tối nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ dạo một vòng ở đây, đi ra cái khu gần đây có cái khu hội chợ nè. Nghe nói đây đang diễn ra một cái sự kiện hội chợ cuối năm. Hôm nay mình đi dạo lòng vòng xem chơi cho vui ha. Bây giờ là khoảng gần 7 giờ tối. Ở đây giao lộ Tên Lửa với lại đường số 7. Ở đây chúng ta quẹo phải con đường số 7. Hướng này là đi thẳng về Phú Lâm, công viên Phú Lâm á. Ở đây đi ngang qua gần với khu khu Bon Chen ha. Con đường này rất là lớn nè. Lẩu kichi. Ở khu này thì cảm thấy nó hơi tối tối. Ở đây thuộc quận Bình Tân. Bình Tân gần với lại Tân Phú rồi đó, Bình Chánh rồi đó. Ở đây rất là nhiều nhà hàng rồi karaoke rồi quán ăn. Rất là đông. Rất là nhiều quán luôn á. Mà nhà ở đây là nhà lớn không á nha. Sự kiện hội chợ như diễn ra ở ngay đường Vành Đai Trong. Sẵn đây mời anh chị và các bạn chúng ta đi dạo một vòng trước khi 15 TV đi về nhà. Hôm nay cũng đang đi làm đi về ghé đây chứ chưa có về đến nhà nữa. Hôm nay theo dòng sự kiện dẫn bà con cô bác chúng ta cùng đi một vòng. Ở đây quán cà phê gì Bùi Văn lớn dữ vậy ta. Quán ăn ở đây quá trời mà khách khứa tôi nói là ít đó. Nhìn cảnh hơi buồn buồn. Ở khu này rộng rãi, xe cộ thì tương đối là đông. Nhưng cái vỉa hè đây là rất là lớn ha. Vỉa hè càng lớn thì người ta buôn bán để xe càng nhiều. Ở cuối năm thì ở Sài Gòn thì cũng có rất là nhiều những cái sự kiện hội chợ giảm giá các mặt hàng, hàng tiêu dùng rồi đó ha. Nhưng mà hầu như là các hội chợ này thì kiểu như đồ tiêu dùng giá thấp thôi. Giá thấp chứ không phải là giá rẻ. Rẻ là so với cùng một món hàng thì giá trị nó khác thôi chứ. Còn này thì loại hàng khác mà. Tiền nào của nấy ha. Cũng xài được. Nhưng mà giá nó tương đối là thấp. Tới đây là đường Vành Đai Trong nè. Đây chúng ta quẹo vô nha. Hướng này là thẳng ra có đường nhỏ nhỏ ở cuối đường đó. Đây con đường Vành Đai Trong có sự kiện hội chợ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Bình Tân từ năm 2003 tới tháng 12 2023. Con đường này nó cũng dài lắm. Thôi mình chạy xe vòng vòng đi. Chứ gửi xe đi bộ đi vòng vòng thôi xa lắm.
À, chạy ngang nghía này ha. Ở khu bán đồ chơi nè. Hỗ trợ đây thì tôi nói là dài mấy năm trước thì Vlog TV cũng có đi bộ rồi. Nhưng mà biết là nó rất là dài nên là hôm nay mình đi xe đi. Để nào trống mình tấp vô. Họ bán quá trời ha, các loại sáp thơm rồi xà bông rửa chén rồi nước tẩy rửa giặt đồ rồi, cũng như các hội chợ ở quận Tư kia bán đồ gia dụng, hàng đồng giá thôi, vài chục, 10.000, 20.000. Ở bên đây là dãy quán karaoke rồi khách sạn rồi đó. Nồi chảo rồi chúng ta đi tới lên kia ha. Bên đây quầy đồ cổ, họ có máy hát nhạc nữa nè. Hội chợ này lớn lắm nên thành ra mình chạy xe lòng vòng thôi. Ngoài đồ cổ ra thì còn có đồ ổ điện hư đó ta, đồ lạc son đó nè. Có gian hàng có gian hàng thì có người vô lựa, có gian hàng thì mà mấy này là những người ta mua kiểu như nhà có thờ cúng rồi đó. Cái này tượng đá bình lục bình. Con đường này lớn thiệt luôn á. Con đường này thích hợp để làm sự kiện á. Xung quanh đây nhà toàn là nhà cao cửa rộng không à. Ở đây gần với khu tên lửa nè, bên phải là hướng đi ra đường tên lửa nè. Ở đây có rất là nhiều quán nhậu, quán karaoke. Cũng có nhiều cô chú anh chị ngày xưa ở khu tên lửa, khu vành đai trong này nè. Hôm nay mình cùng quay trở lại ha. Cái ghế cầm xe 2.7 triệu. Ghế này ngồi đau lưng nhưng mà mấy ghế này chắc cú. Ồ, đẹp quá trời ha. Gỗ cẩm lai, gỗ gõ đỏ, sa cừ, đủ kích thước, đủ màu, hợp với từng sở thích. Anh coi thôi. Ồ. Hoành tráng quá ha. Tủ thờ, bàn ghế quá trời luôn.
tới chén nè, 6 cái 100 ngàn. Có ghế này độc à, ghế massage, vừa massage chân mà vừa đu đưa được luôn nè. Nhiều kiểu ha. Mấy khúc gỗ này người ta làm cũng rất là điêu luyện ha, rất là tinh xảo luôn á, nhìn thấy rất là đẹp ha. Ở đây bán chậm trầm hương. Rồi, ngày đây có cái bãi giữ xe nữa nè. Rồi, thấy lớn ghê chưa? Nhưng mà hội chợ này tổ chức ngay ngoài đường luôn, xe cộ hơi nguy hiểm á. Ở đây quán xá trang trí đèn rất là đẹp ha. Đây quán gì đây? Quán chim rừng. Chim rừng. Ồ, mấy con tuần lộc nè. Đây bán chén, bán ly. Bán bình. Bộ ly bình này rất là đẹp ha, lục bình nữa kìa. Có mấy bộ bình trà rất là dễ thương đó. Nhưng mà hôm nay mình đi đi coi thôi. Các loại trầm. Có vòng đeo bằng trầm nữa nè. Đủ kiểu hết ha. Hình như bên đây là bên khu đồ gỗ mà hầu như là người ta cũng ít có quan tâm, nên các hội chợ hơi vắng ta. Có kiển nữa nè, ở gần Tết là ở đây sẽ có cái chợ bông ngoài đây. Đó, những cây kiển đủ loại hết ha. Loại bonsai hết. Ồ, có cây này cây gì mà nó sắn nhìn đẹp quá ha. Ở các quán nhậu nè. Đó, thấy quán toàn là nhân viên không luôn. Ngồi nhấn điện thoại quá trời. Mỗi người mỗi cái điện thoại ngồi nhấn. Quán xá bây giờ đều hiu mà hội chợ thì
buồn thiêu luôn. Đó, quán cà phê có màn che tới thui. Khu này vui quá à. Đó, đồ 15 TV mà đi bộ từ đằng kia đi dài tới đằng đây cỡ cây số. Tới đây là khu gì đấy? Ờ, nhìn thấy xe kẹo kéo này nhớ kẹo kéo hồi xưa quá. Ờ, kẹo kéo nhớ hồi thời học sinh. Nhớ tuổi thơ ghê. À, còn nít bây giờ thì chắc cũng ít ăn rồi. Hồi xưa thì không có rồi ăn, chứ bây giờ đủ loại sô-cô-la rồi. Đủ thứ hàng hàng xịn không à. Nên bây giờ kẹo kéo là món ăn mà gợi lên ký ức. Đây là khu vui chơi cho con nít rồi. Mà đi tới đằng kia xíu nữa. Ồ, công nhận hội chợ dài thiệt luôn á trời. Với tour thứ 7 năm 2023 sẽ bắt đầu mở màn, cho nên là xin thông báo bằng chương trình. À, đây kia là sân khấu. Sân khấu ca nhạc. Rồi, đây qua đây. Rồi, đây khu bán đồ ăn quá trời luôn. Rồi, qua anh kia vòng lại cho nó dễ. Đường à. À thôi, tao quay trở lại nha. Mà công nhận hội chợ bước bên kia là sao chứ bên đây vắng quá trời. À, bên đây bán đồ gỗ mà. À, hội chợ ở đây hầu như là phải nói là hội chợ ở đây là lớn nhất á. Ở quận tư thì không có lớn bằng đâu á. Kiểu rác sau đựng quần áo đông giả 35.000, bộ dao bộ vả sàn inox ca đựng đá đông giả 35.000, hàng gia dụng đông giả 35.000, 35.000 một món, mua 3 món chỉ có 100.000, và hàng trăm hàng ngàn sản phẩm khác nhiều vô kể đếm không xuể, dễ mua dễ chọn dễ dùng lại bán cùng một mức giá. Ở món nào cũng là 35 ngàn hết à, mua 3 món là 100 ngàn. Một món, mua 3 món chỉ có 100 ngàn. Báo rẻ, báo bền, báo đẹp luôn. Nhanh tay chọn lựa, nhanh chân rẽ lựa anh chị em ơi. Mua cũng lựa mà không mua cũng lựa. Lựa cho nhiệt tình, lựa hết mình. Không cần mua cũng lựa. Rồi của em là cái này 5.000, cái này 5 là mỗi này 1.20. Em muốn nào ghế lựa đi chị ơi. Wow, bóp. Yeah. Túi sách. Gấp lớn 5 gan là 3.20 luôn chị. Đó chị đã tắt cái máy giùm cái đi cho mày. Ghế rồi. Ờ, bên đây có vẻ đông vui hơn đó. Ờ, dép 35.000. Ở ngoài
các gian hàng ở hội chợ thì cũng còn có các gian hàng vỉa hè nữa nè. Mà hội chợ này ngoài đường đó, người ta tả kho 50-70 chạy xe đi ngang thôi à. Chợ này lớn thiệt. À, đồ đồng giá mấy chục ngàn cái thôi. Ồ, này có quán bê vàng lớn ghê chưa. Bê thui hải sản tươi sống. Có vẻ cũng không có rất nhiều mẫu mã thời trang nhộn nhịp cho lắm nhất để quý khách thỏa sức lựa chọn. Còn chờ 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 gì nữa cô bác anh chị em ơi, không cần chờ sale giảm giá, với cửa hàng gia dụng đồng giá 3 món 100.000 đồng sẽ là hàng ngày nồi inox trả chống dính, ấm chén bát đĩa nồi chảo son môi đĩa thau chậu Kính mang nam nữ thời trang mẫu mới nhất hot nhất chỉ từ 35.000. Kính mang thời trang nam nữ cực chất cực côn giả chỉ từ 35.000. Các loại kính đổi màu đi ngày đêm, kính xuyên đêm đổi màu tròn phong cực giá chỉ từ 150.000. Quần tây 150.000. Ồ. Giá nào cái nào cũng có mấy chục trăm ngàn, áo thun thì 100.000 nè. Quần 150.000. Chất lượng tốt với giá cả phải chăng. Đồng giá 35.000 một đôi, ba đôi chỉ có 100.000 đồng. Chỉ có 35.000 một đôi, một đôi ba đôi thì 100.000. Bốn đôi 100, ba đôi 100 luôn. 100.000 đó là áo thun có mấy chục. Ở đây lớn nhưng mà thấy sao không có không đông vui bằng ở quận tư. Đây bữa nay bán cho bao mà về cho lẹ quần là đủ xây máu là đủ 600.000. À, đồng loạt sale 50% luôn. Rồi, sữa tắm này biết rồi, biết hiệu gì rồi. Nó giống giống hàng thương hiệu, chỉ khác có một hai ký tự vậy đó thôi. Đồ hội chợ thì có cái giá của đồ hội chợ ha, tiền nào của nấy. Cái khu đồ chơi, giày, dép. Mày nó thấy vắng quá ta. Bởi đây người ta đi mua, đi siêu thị là người ta chạy xe không à.
bằng mẹ. Đi cả hội chợ không ai bán rẻ bằng chúng em. Nhanh tay lên anh chị em ơi, nhanh chứ lên bà con các bác ơi. Hàng tận gốc giá tại kho, vừa bán vừa bo mà không cần phải lo về tiền về giá. Mua sắm thả ga nha bà con các bác. Trân trọng cảm ơn và kính mời. Như các gian hàng ở đây cũng na ná nhau à. Cũng mấy cái món đồ đó, chén rồi chén đũa bình rồi nồi rồi rổ thao nhựa đồ đó, giống nhau à. Quần áo, giày dép, túi sách cũng không có gì đặc sắc. Đây là khu bán đồ gỗ nè. Đồ gỗ thì đi theo trưng bày cho có thương hiệu thôi, chứ show thương hiệu thôi chứ thực ra hay vắng quá trời. Là nó có cái giá của gỗ chứ. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.